con hậu với chú gì à, chị Loan ra về nè với chị Ni rồi nè ha. Rồi bên bảo vệ người ta cũng ra điện. Tao là vậy với Ni thương tao lắm. Rồi tài 66 nè. Tài 66 lại. Tài 66 lại. Tài 66. Tài 66 đi rồi. Tài trong cái đứa tới nó không được vô tài nè. Rồi. Đây mấy chị Đại Phương nè. Thảo nó kìa Ni, Thảo kìa. Tăng Lê Vlog, tăng Lê Vlog. Tiếng nói dòng đời, dòng đời. Dòng đời. Tiếng nói gì? Tiếng ăn nè. Em nói cho gì mình luôn. Tiếng nói gì? Tiếng nói gì? Tiếng Đại Phương. Tiếng nói gì anh vậy? Di Minh nè, giờ muốn được không chị Ni? Cảm ơn chị nhé, nhịp sống neo luôn vậy. 15, qua đây nè. Thôi vậy nhận đi ra. 15, xe đi. Trời chúc là xin. Xin vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2023 hiểu quý chúng chị. Đó. Địa điểm ở là ẩm thực. Gì? Ẩm thực Trần ngày 20 của số 278 của thị 6 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh quý chúng chị. Đó. Đây là thiệp mời. Chúc gia đình mạnh khỏe nha. Đúng rồi, chào chị Loan nha. Bye bye. Rồi, về luôn.
Rồi chị Lo vừa về ha quý chú anh chị. Hai mình đi tiếp. Cắt cái đó đi. Ơi, trong cái này. Cái này đúng mệt luôn chị. Thứ ba. Ừ, chiều tối mới đi mà. Ờ được. Vui rồi nha. Bữa đó anh em mình tạo mặt tay máu tím nhất nha. Mình làm hết tới đủ chưa? Tới đủ chưa? Rồi né né vô cho xe qua đi mấy anh ơi. Né vô đi. Tới luôn, tới luôn. Chàng Nam thấy chưa chàng Nam? Của em. Chị cầm giùm em chứ chị. Từ từ con, đi đâu giữ đi con. Ồ ồ, giữ nè. Ồ ồ, ồ ồ. Ồ ồ. Quá trời quá đất rồi. Tới đây mọi người ơi, vấn lại giùm em đi. Ồ ồ, ghê à ta, ghê à. Đây nè, đây nè. Nguyên, Nguyên chứ gì qua đây. Nguyên. Dạ. Dạ chị cho em xin. Đây, em xem đi. Ôi, anh nhà mình. Không, vô là có vé đâu. Vô đâu. Nhà là vô được hết rồi, khỏi vé. Dạ, em giờ xem sang. Đây này là đây. Chị Ni cho em xin vé nữa chị. Cho em vé nữa đi. Vé đi làm giảm thôi mà đi hả? Cho em vé nữa chị. Em kêu. Xin vé nữa. Chạy qua thì xa được rồi. Xin thêm vé nữa luôn đi. Dạ được. Chị Ni cho xin thay vé nữa không đặt với không đi. Ủa băng có chưa? Khang có chân tăng. Hả? Kiếm kiếm mình còn nhiều lắm. Còn hai kênh. Chị gì đây? Còn hai cái kênh chị hôm nay bận công việc á, Huy Đặng với lại Không Đặng. Huy Đăng với Không Đặng. Rồi cảm ơn chị. Rồi ai giữ giùm hai người này đi. Tiểu. Sư phụ mẹ. Bên đi không ta? Coi Bên có đi không? Xin đi. Xin đi. Cho tao một vé nữa cho anh Bên Vlog luôn. Bên Vlog. Sao tao thấy mày nãy giờ binh dưới đầu không? Nghe lắm, tại hôm nay vắng ba người rồi. Ba người đó, ba người rồi hết rồi đó, không xin nữa. Hứa luôn. Xin nữa mày tới mày ngồi đầu chị. Trời ơi, mệt ghê, chứ đâu mà vậy. Xa rồi, xa bên đây nè. Chú Tiểu giữ ba kênh nha. Bên với lại Không Đặng nữa. Nói gọi điện bữa đó đi được đi. Bữa nay à. Ông quay đây để tôi vô tôi thắp hương cái. Ha, gì vậy? Hương dài hương trước. Rồi ngồi chút xíu anh thắp hương luôn. Anh thắp hương trước. Ủa, em không đủ chỗ hả? Đủ chỗ. Là ông nói đủ chỗ thì ông về để cho ông ngại gì? Cho em thêm giá nữa chị nha. YouTuber là Ni phát đầy đủ hết rồi. Đúng rồi, ok chị. Rồi xe tới liền. Rồi bye bye anh Phương luôn. Bye bye chị nha. Bữa bị mà sao chữ quá trời chị. Chửi mà tụi em dám chửi lại kỳ vậy. Thôi tao. Chửi chị, tao YouTube sao chửi lại. Chửi khán giả là mình chết rồi. Thì mình cũng xin kết thúc ở đây và chuẩn bị vô dọn dẹp. Anh em mình sẽ cùng nhau là dọn dẹp ha quý vị chú anh chị.
À, bây giờ Duy Minh xin kết thúc video tại đây và sẽ cùng nhau mấy anh em cả team mình vô mình dọn dẹp ha. Đó. Bây giờ là nguyên một ấy trong đó luôn nè, để Duy Minh kết thúc xong rồi vô dọn dẹp cho bà con bác nha.